Thank you.
53 tuổi đời ngắn ngủi ở trần gian này, Chúa đã mời gọi ông về cõi phúc với Chúa. Huynh biết bao nhiêu đau khổ bởi bệnh tật, giờ đây Chúa lại trả cho ông sự êm ái và niềm vui ở bên Chúa. Dâng thánh lễ ăn táng này, chúng ta cầu nguyện cho người thân của chúng ta, tưởng nhớ lại người thân những tháng ngày còn sống ở trần gian, và cầu nguyện cho người thân của chúng ta đang đi về nhà cha trong bình an của Chúa. Anh chị em chúng ta cũng nhìn nhận lại tất cả những lỗi lầm thiếu sót của mình để chúng ta cùng với ông Tha Minh Nguyễn Văn Lam dâng lên Chúa nghi lễ cuối cùng trong cuộc đời của ông và nghi lễ của chúng ta có mặt thành của lễ dâng lên Chúa. Thank you.
có thổi ra, thì những người đã chết sẽ trỗi dậy không còn hương nát, và chúng ta sẽ được biến đổi, vì cái có thể hư nát này sẽ mặc lấy sự không hư nát, và vật phải chết này sẽ mặc lấy sự bất tử. Khi cái hay hư nát này đã mặc lấy sự không hư nát, mà vật phải chết này đã mặc lấy sự bất tử, thì bây giờ ứng nghiệp đã biết rằng sự chết đã chôn vùi trong chiến thắng. Hỡi sự chết, chiến thắng của ngươi ở đâu? Hỡi sự chết, nọc độc của ngươi ở đâu? Nọc độc của sự chết là tội, thế lực của tội là lề luật. Tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta chiến thắng, nhờ Đức Giê-xu Kitô Chúa chúng ta. Chúa là lời Chúa. Chết là hết, mà là từng người sẽ được sống lại vì
chính Ngài đã phục sinh từ cõi chết. Người ta kể về cơn hấp hối của những người đang cận kề cái chết, những người biết mình không còn sống động được lâu nữa, biết mình sẽ chết mà không có cách nào giải thoát được. Đó là những người bị ung thư máu, ung thư gan, ung thư dạ dày, ung thư phổi, ung thư mỏng họng, vân vân. Như ông David Nguyễn Văn Ra cũng phải chịu một trong các căn bệnh đau đớn này. Hay là những người nhiễm HIV/AIDS, những người thất vọng, họ chờ cái chết trong nỗi hãi tột cùng. Nhưng trong số đó có những người biết nhìn nhận cuộc đời mình và can đảm chờ đợi ngày ra đi. Người ta chờ đợi trong tâm trạng khó thác và lòng thương xót của Chúa vào sự biến đổi sau cái chết, và xác định rằng sự sống đời này chỉ có thay đổi chứ không mất đi. Ở điểm này chúng ta được nghe trong bài đọc một, nếu ai chịu đọc toàn bộ sách của ông Gióp, chúng ta nhận ra được cái đau khổ nó hiện diện ở trong con người từ khi A-dâm và Eva phạm tội, đã đầm tội lỗi tội ác thương ác và thâm nhập vào trong nhân loại, và con người bắt đầu sâu xé bệnh tật chém giết lẫn nhau. Ông Gióp là một điển hình trong Kinh Thánh nói về cái đau khổ, cái mất mát của ông. Chúa ban cho nhiều lắm, 7 con trai, 13 con gái, rồi ban cho dê, bò, chiên, kiểu đủ mọi loại, ruộng đồng, đủ mọi nhà. Thế vậy, nhưng một cơn thử thách của Chúa, Chúa cất đi ông tất cả, từ của cả cho đến con nhà. Rồi tất cả các đầy tớ làm việc cho ông đều bị chết hết, và chỉ có một mình ông. Rồi ông cảm nhận được rằng Chúa ban cho, Chúa lại cất đi. Xin tạ ơn Chúa, Chúa cất đi và vẫn tạ ơn Chúa, Chúa ban cho vẫn tạ ơn Chúa. Ông ấy cảm nhận được rằng ta đón nhận từ Thiên Chúa những điều lành, tại sao điều dữ điều ác ta lại không đón nhận được? Và ông vẫn dâng lời tạ ơn Chúa vì những sự dữ xảy đến trong cuộc đời của ông. Nhìn vào cuộc đời mình, ta đang sống, ta đang khỏe mạnh, thậm chí ta cảm thấy hạnh phúc. Bệnh bạc đã có lúc ta sống, nhưng ta đã chết. Có người không hề nghĩ đến có một cuộc sống bên kia khi chết. Rồi rất nhiều người đã được mình sẽ không thể chết, nên đã phung phí đời mình vào những thú vui vô bổ, vào những cuộc trẻ chén say sưa, đập phá tan hoang, vào những sòng bạc lô đề để tiêu vào đây hàng trăm triệu đỏ đến trăm triệu kia mà không thương xót, trong khi biết bao nhiêu anh chị em của chúng ta đang đau khổ, đang quằn quại trong cơn đau mà không được một sự giúp đỡ nào. Vào những thứ vui đổi trụy và vào những nếp sống buông thả mà không có một định hướng để thoát thân. Rồi có nhiều người đang sống trong xã hội, đang thuộc về một cộng đoàn giáo xứ, nhưng cũng có lúc như chiên lạc xa đảo, không sống hiệp thông với giáo xứ, với anh chị em, không muốn liên hệ với ai, không chia sẻ với ai, không dám sống niềm tin của mình trong một xã hội vì sợ bị ảnh hưởng đến mối quan hệ liên lụy, rồi sợ người khác cho là quá đạo đức. Phải chăng những người đó đang chết đi về mặt linh hồn? Rồi hôm nay chúng ta dâng lễ cầu nguyện cho người thân của chúng ta đang yên ngựa nghỉ trong áo quan này. Ông David Nguyễn Văn Tám đứng trước cái chết của người thân yêu, chép về những cảnh tình cảm với biết bao khắc khó với đời sống, và đã làm cho chúng ta phải
đứng trước cái chết của Lazaro với những tiếng khóc than của những người thân, của những chị em. Tin mừng Gioan ghi lại Chúa phải rơi lệ vì sự mong đợi. Sẽ được sống và bất cứ ai đang sống của chúng ta đây chết làm sao được, bởi vì suốt 53 năm nơi trần thế ông đã sống, ông đã tin Đức Kitô, ông đã thực hành những điều đức tin đã dạy ông. Điều vừa xảy đến cho ông mà chúng ta gọi là cái chết thực ra chỉ là một sự thay đổi môi trường sống, bởi vì sự sống thay đổi chứ không mất đi. Bởi vì khi con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm rồi lại rồi mới thấy tương lai. Cái nghịch lý của người Kitô hữu chúng ta là thế. Đối với người dân ngoài, nhắm lại rồi làm sao có tương lai? Tương lai nó ở phía trước, tương lai phải mở mắt ra nhìn thấy tương lai. Người Kitô hữu chúng ta mắt nhắm rồi lại rồi thì thấy tương lai. Nó nghịch lý ở cái đó. Mỗi khi có năm ta thì tôi rất thích nghe bài hát, bài hát cho một người con khóc tuổi cha. Một bài hát cảm động. Tự nhiên ông đã bị được bằng nào. Ông ở trên ông còn có người cha, lá vàng còn ở trên cây, lá xanh đã lụi xuống rồi. Nhưng ở phía dưới ông cũng có những người con, những người con, người vợ, người con đang thương khóc ông. Thì cái bài hát khóc cha hiền của Hồ Tùng Tinh có thể cũng khiến cho chúng ta rùng lòng. Hôm nay cha đã mang đi thật rồi, chẳng còn gặp lại được cha. Ơn cha như núi Thái Sơn cao vời, con biết sao để bù cha bố ra đi, con biết sao để bù. Có lẽ chúng ta nghe cái lời này, nếu chúng ta còn cha mẹ già, còn cha hiền mẹ hiền, thì chúng ta còn thời giờ để mà chăm sóc cung dưỡng các ngài. Nếu để các ngài an giấc rồi mới khóc lóc thảm thương, thương chồng thương cha, thì tiếng khóc của chúng ta không còn giá trị. Nhưng nếu khi còn sống mà biết đoàn tụ, biết yêu thương nhau, biết giúp đỡ nhau trong đời sống, giúp cho nhau nên thánh, thì sau này tiếng khóc của chúng ta biến thành lời cầu nguyện. Tiếng khóc của chúng ta không phải là tiếng khóc ai oán, mà là tiếng khóc thương nhớ con trần này, tưởng nhớ đến những lúc giây phút còn ở bên nhau đoàn viên với nhau. Kính thưa cộng đoàn, làm sao chúng ta có thể đền bù cho cân xứng công ơn thời thể của những người cha người mẹ đã an giấc đã ra đi? Bởi vậy bài hát viết rằng nguyện xin Chúa lòng nhân hậu rủ thương đón cha về hưởng lòng thánh nhang bù tăng tới đau cuộc đời tận tụy sớm hôm để lo chu toàn dưỡng dục con cái biết theo đạo lành. Với những lời chia sẻ trên đây, cầu xin cho tất cả mọi người chúng ta khi tham dự thánh lễ an táng, mỗi lần tham dự lễ an táng như thế này, chúng ta cảm nhận được rằng ngày giờ ra đi của chúng ta cũng không còn xa nữa đâu, bởi vì tất cả mọi người chúng ta có một điểm xuất phát rồi chúng ta lại trở về điểm xuất phát đó. Chúng ta bởi đất mà ra, chúng ta sẽ trở về với thánh vui. Nếu chúng ta bởi Thiên Chúa mà ra, chúng ta sẽ trở về với Thiên Chúa. Đó là cái điều mà thánh Phaolô đã khẳng định ở trong bài đọc thứ hai với tử thần đọc độc của ngươi ở đâu, với tử thần sự chết và làm chi được
Bởi vì sự chết đấy đã mặc lấy sự bất tử rồi. Bây giờ cái sự bất tử đã giết chết cả cái sự chết. Chúng ta cầu xin Chúa cho linh hồn thân yêu của chúng ta được sống, được tôn nhan Chúa, và xin Chúa cũng lau khô dòng lệ trên khuôn mặt người thân yêu của ông David Nguyễn Văn Đào để bù đắp lại những gì mà người thân yêu của chúng ta đã làm ở nơi trần thế. Chúng ta biến đau thương ấy thành hành động bằng cách dẫn đến Chúa những tâm tình nguyện xin của chúng ta, những lời cầu nguyện, những thánh lễ, đó là điều vô giá nhất trong cuộc đời của chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn David.
giải sự lòng nhân từ Chúa cho tôi từ Chúa là linh hồn đa mây, để kẻ đã không hoài nghi con Chúa là đấng cứu độ giàu lòng từ ái sẽ nhận ra người là vì thẩm phán để lòng xót thương. Chúng con cầu xin nhờ Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em và cùng với tâm tâm hồn linh. Chúng con đang lắng nghe Chúa. Hãy làm ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi thần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thấy được bảo vương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh.
đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Ngươi với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự đứng chân của Chúa Thánh Thần đến.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, con Chúa đã để lại cho chúng con của ăn đàng trong bí tích thánh thể. Xin loay thương cho người anh em chúng con là linh hồn đa minh, nhờ của ăn này được đạt tới chính bản nguyện muôn đời của Đức Kitô, người hằng sống và nhân tri muôn đời. Anh chị em thân mến, trong khi thi hành nhiệm vụ chôn cất thi hài này theo truyền thống Công giáo, chúng ta biết rằng mọi vật đều phải tung thành sống cho Chúa. Vậy chúng ta nài xin Chúa cho thi hài tôi đưa Chúa đây là linh hồn nam minh mà chúng ta đang chôn cất vì xác thịt hư nát, nhờ quyền năng Chúa được sống lại trong hàng ngũ các thánh, và cho linh hồn tôi đưa Chúa được xung họp với các thánh và những người đã tin Chúa. Nguyện xin Chúa mở rộng nhân từ trong khi xét xử để tôi tới Chúa là linh hồn đa minh được cứu độ và giải thoát khỏi hình phạt tội lỗi, được giao hòa với Chúa Cha, được đấng chăm chiết lành ôm vào lòng, đưa về đoàn tụ cùng vua muôn đời để đắc được nguồn vui bất diệt, làm một với cộng đoàn các thánh. Thánh lễ an táng và nghi thức từ biệt.
Thank you.